Hi, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Cuộc Sống Số. Thì hôm nay mình sẽ làm một video mở hộp là cái laptop với giá là 14.990. Thì cái này, mức giá này thì chúng ta sẽ có được chiếc laptop như thế nào? Chúng ta sẽ cùng mở hộp xem nhé. Với cái mức giá mà 19.990 thì mình sẽ được tặng thêm một cái số quà tặng của đến từ HP. Thì mình sẽ có là con chuột. Đây, một con chuột không dây của hãng Anitech. Thì con chuột này có mệnh giá niêm yết là 200.000. Một con chuột có mệnh giá là 200.000. Và chúng ta sẽ có một tai nghe Canon headphone, dạng headphone 300.000, tổng thiệt hại là 500.000. Và cuối cùng là một cái ba lô của HP. Cái này mình dẹp bằng bên đi. Một cái ba lô của HP thì tổng quan những món của chúng ta vậy. Một cái ba lô theo mình đánh giá là nó không có cái gì đẹp hết, rất là xấu, nhưng mà cũng tạm được. Đựng laptop không mà, chứ đâu có làm gì đâu. Nhưng mà tiếc cái là nó tặng ba lô mà nó không tặng thêm một cái túi chống sốc cho mình. Phải mua cái túi chống sốc riêng, rất là mình khá là keo nha. Tặng cái ba lô thì tặng luôn cái túi chống sốc đi cho người ta dùng. Bây giờ mình sẽ mở máy rồi mình cho các bạn xem nha. Đây là cái phụ kiện tặng nha, rồi mình sẽ mở máy cho các bạn xem chi tiết hơn. Với con chip i5 thế hệ thứ 8 thì mình sẽ mở thử tốc độ khởi động của nó như thế nào nhé. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ gắn thử con chuột này vào ha. Hàng của Nhật nha. Vào một tí. Đây, nó có một cái miếng giấy để chúng ta bật cái nắp lên. Không phải, phải bật kiểu này. Miếng giấy để chặn viên pin lại thôi. Đây, máy chúng ta đã lên rồi nha. Khá là nhanh, nhưng mà vì nó sử dụng cái ổ cứng thường chứ phải SSD. SSD thì nó còn nhanh hơn rất nhiều. Vì thế hệ thứ 8 mà i5 nó chạy rất là phê. Con chuột này nó xài tới 2 viên pin lận. Đây, 2 viên pin AAA. Chuột này xài 2 pin vải. Hai con pin. Mình cứ tưởng là một viên pin thôi chứ. Rất là khó lấy viên pin này ra, thấy không? Nó nằm rất là sâu. Và những cái viên pin này á, thì nó được vì nó chưa sử dụng nên nó bọc một cái lớp ni lông. Các bạn thấy không? Nó bọc một cái lớp ni lông nè. Mình muốn sử dụng mình phải tháo cái lớp ni lông này ra. Thì cái viên pin thứ hai nó nằm rất là sâu, các bạn không thể nào mà chọt vô lấy được, không thể nào chọt vô lấy được, các bạn phải để xuống các bạn dỗ như vậy. Ok. Đây, mình đã bóc xong rồi nha. Mình chỉ bỏ vào đây thôi. Bỏ lại vào cái con chuột của chúng ta. Đó. Đóng nắp lại. Ở cái phía trong này các bạn thấy một còn cái lỗ không? Cái lỗ này để các bạn bỏ cái đuôi USB vào để cắm vào cái máy tính. Thì lúc nãy mình kiếm mình tưởng là nó quên bỏ cái này cho mình, mà cuối cùng là không phải. Cuối cùng lại nằm ở đây. Đó. Cái này có thể bỏ vào trong đây được. Mình thường là nó bỏ vào trong đây, sao cái này nó bỏ ngoài? Lúc nãy mình kiếm mình tưởng là nó lạc đâu rồi chứ. Mình sẽ bóc ra. À, bóc ra không, nó có thể bỏ vào trong đây được, rất là tiện. Đậy nắp lại, xài thì cứ lấy ra thôi. Ok, xong rồi nhé. Lắp vào.
nó vẫn chưa lên pin nè. Ok, nó lên rồi nha. Lúc nãy mình kiểm tra là lúc nãy pin mình lắp chưa có chặt, mình đã tháo ra mình lắp lại pin rồi. Đó, thì nó sẽ sáng lên như vậy. Là có tín hiệu. Có thể sử dụng được. Lắp lại rồi, lúc này nó bị không chặt. Chuột này khá là gọn và cầm khá là đầm tay nha. Nó cũng trọng lượng nó cũng hơi nặng nặng một tí. Cầm rất là đầm tay. Tuy nhiên thì có lẽ là do mình sử dụng ở trên cái bàn này nên nó mình cảm thấy là nó không có được mượt như mình kỳ vọng. À, nó không mượt theo ý mình là nó không mượt theo ý của mình đó. Mà mình nghĩ là phải có cái miếng lót chuột nữa, lúc nó sẽ im hơn. Thực sự mình nói với cấu hình như thế này thì có thể chạy khá là nhanh rồi, một cái chip i5 thế hệ 8 mà. Tuy nhiên thì do cái giới hạn của cái ổ cứng HHD thì nó cơ bản là nó chậm rồi, nên đôi khi xài nó vẫn lag. Và vì cái ổ cứng nó bị quá tải á, các bạn kiểm tra là sẽ thấy ổ cứng nó luôn ở mức 100% khi các bạn sử dụng nhiều, hoặc là có những cái bạn update á thì nó update thì nó cái ổ cứng nó chạy rất là nhiều và nó ảnh hưởng đến hiệu suất của máy. Vì thế các bạn xài lúc ban đầu thì có thể nó bị giật giật lát lát và nó hơi chậm, vì cái ổ cứng á, cái Winrui nó hay cập nhật lắm, thì nó cập nhật thì máy nó sẽ bị chậm đó. Thì cái lý do nó chậm là như vậy, chứ không phải là do chip hay là do những cái khác nó kéo chậm đâu. Nếu như bây giờ mà các bạn muốn mua những chiếc máy khoảng mười mấy, 15 triệu đô lên thì các bạn nên lựa cho mình một cái máy nào có cái ổ cứng ở trong là SSD thì nó chạy thì rất là nhanh. Còn không là nếu như các bạn mua những cái máy giống mình như thế này, ổ cứng nó là HHD nhưng mà nó tới 1T là thực sự nó chạy để lưu nhiều thôi chứ nó chạy không có nhanh đâu. Thì các bạn có thể mua cái ổ SSD để các bạn lắp vào thêm. Thì đây nó có cái ổ đĩa quang á, thì các bạn tháo cái ổ đĩa quang này ra và các bạn có thể mua cái ổ đĩa SSD các bạn gắn thêm vào đó, thì đó là một giải pháp để giúp cái máy của bạn nó chạy nhanh hơn rất là nhiều. Thì hiện tại những cái ổ cứng SSD thì nó giá nó cũng rất là rẻ thôi, khoảng tầm 1.2 triệu, hơn 900 đến cao hơn, thì nó càng cao thì dung lượng nó càng nhiều thôi. Nhưng mình khuyên các bạn nên là mua khoảng là dung lượng nó khoảng là 200 mấy GB á, thì xài nó sẽ thoải mái hơn. 100 mấy thì xài cũng đủ nhưng mà nó hơi thúng thiếu một chút, thì 200 mấy thì xài cho nó phê hơn, mà giá nó cũng không mắc lắm đâu. Các bạn có thể tham khảo gắn thêm nha. Và cái điều ấn tượng nhất của máy này đó là dàn lo của nó. Lo nó nghe nhạc khá là phê, nghe rất là hay, rất là chi tiết và rất là rõ. Các bạn có thể nghe thử không? Mình sẽ nghe thử bài hát nha. Cái phần lo ngoài của cái máy này nghe rất là hay, rất là trong và rất là nổi bật. Nghe rõ từng cái tiếng mà tách 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 của cái ly. Nói chung là tiếng nó rất là trong, rất là chi tiết. Bass chép thì rất là rõ ràng. Màn hình của thằng này là màn hình chống ló nha, các bạn ra ngoài nắng các bạn sử dụng này rất là thoải mái. Vì đặc điểm của màn hình chống ló thì nó nhìn có thể là nó hơi đục đục tí, nhưng là không đáng kể đâu, nhìn chất lượng nó cũng rất là đẹp. Ok, vậy là đối với mình đánh giá chiếc máy này thì đáng mua nếu các bạn là sinh viên, học sinh. Thì các bạn có thể mua những cái máy này, mua online trên mạng thì nó rẻ hơn. Cái này thì để em mình nó mua ở Thế Giới Di Động, thì Thế Giới Di Động thì các bạn luôn biết là nó mắc hơn một xí so với các bạn mua online. Tuy nhiên thì cái chế độ bảo hành nó thì rất là tuyệt vời, nên các bạn có thể cân nhắc. Nếu các bạn rành vệ tính có thể cài đặt này kia tốt thì các bạn mua online trên mạng, về các bạn chỉ cài thôi. Còn nếu các bạn không rành về cài đặt này kia thì các bạn nên mua Thế Giới Di Động hoặc là những cái chỗ bán điện máy khác, thì họ có chế độ bảo hành rất là tốt.
MC hay vãi. Ok, vậy và lời khuyên của mình đó, nó cho các bạn là nếu các bạn mua máy, các bạn nên để ý cái phần là ổ cứng nhiều hơn những cái phần khác. Ổ cứng SSD này nó chạy rất là lẹ. Còn nếu như các bạn mua những con chip cao như chip i5, i7 nhưng mà con cái ổ cứng của bạn chạy HDD thì nó chạy vẫn chậm như thường thôi. Thì các bạn nên để ý cái phần ổ cứng, lưu ý ổ cứng cho mình nha. Nên chọn SSD. Hoặc nếu như cái dòng máy của bạn không có SSD thì bạn nên cân nhắc cái việc là nâng cấp nó lên. Thì các bạn sẽ tốn thêm khoảng là 1 đến 2 triệu nữa để các bạn nâng cấp cái khoản này. Nhưng mà cái đó thì mình khẳng định các bạn là rất là xứng đáng. Khi nâng cấp lên bạn thấy sẽ trải nghiệm về tốc độ rất là tuyệt vời so với những cái máy nó xài HD cũ. Vậy là video thử dùng 15 triệu mua máy tính HP tại thế giới động của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Ok, vậy là phần mở hộp và nói sơ qua về cái sản phẩm con HP này đến là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Với mức giá này mà các bạn nghĩ đối với các bạn thì với mức giá như thế này các bạn có thể gọi là mua được cái con này không? Mua nó có giá trị không?